tay rồi chẳng được cắt xuống gốc luôn hả? Hả? Cái này vô? Cắt xuống gốc luôn quá không? Hả? Chứ cho quên em... Chắc phải muối cưa á. Hả? Sao chặt trời? Chặt được không? Không. Coi, coi. Cắt xuống gốc thì cũng được, mà chỗ này thì được nè. Chỗ này được không? Chặt đi. Lại đi. Chết chặt như nó nặng quá, nó gãy. Thấy không? Trời ơi, dài không? Chết chặt, nhưng mà cái này nó nước bị gãy rồi. Mình cần một cái nữa nha. Một cái nữa. Cái nữa nè. Chỗ này bị nước rồi đó không? Chặt luôn nha. Cái tướng quay không được. Đứng người này được phải không? Sao đâu chụp được đâu. Thôi được rồi, này chặt là đứt nè. Thôi chặt đứt. Coi như ngoại quan chặt mía nè. Như cái này mình để mình nấu nước uống nước atiso thôi. Ủa còn phần rồng mày bỏ hả? Cái này bỏ hả? Cái lát nữa lấy lột ra sao nè. Chặt mà còn cái dao này đục kém đó. Đặt uống không? Nấu nước á. Sao mà bỏ tủ đá hả? Không biết có ngọt không, nó đi rửa cạp cạp thử coi nó ngọt. Chặt đều vậy? Đều không? Đợi. Đó. Rồi, xong. Rồi, giờ tới phiên à. Anh vô anh chặt nè. Anh vô anh chặt làm rồi ngắm vô này qua vô kia. Thử đi, coi chừng đứt tay mẹ ơi. Trên đây không bao giờ dám chặt việc chặt gà gì được hết trơn á. Mẹ cũng vậy đó. Phải nói ngắm vô này qua vô kia. Cái này để có cần phải tước không? Khỏi tước để nấu nước luôn đại được không? Nấu nước atiso nước mát á. Hả? Hay phải tước vỏ? Chặt ngay mắt rồi. Ồ, chặt ngay mắt không được hả? Ừ. Chặt ngay mắt không có được. Chặt qua cái mắt thì cái này sẽ bị tét. Hôm nãy con bị tét rồi đó. Vừa tới. Coi thử coi nếu mà mình liếm miếng thì nó có ngọt không? Ngọt. Ngọt. Ừ. Anh thôi ăn thử anh thôi. Liếm thử, liếm thử đó. Cũng ngọt mà. Ngọt á. Ngọt á. Vậy thôi con vô con nấu nước mà. Tại vì em tại vì có nhiều loại mía nó mặn á, à, mà lặn nhất mà. Nữa. Chỉ có loại này ngọt này. Đâu, thử rồi vậy mày chặt cắt. Cắt ra làm bên xài được không? Không sao đâu, con bỏ nấu nước cũng được mà. Thôi vậy để nấu nước để kia nấu. Để nấu nước đi, con để nấu nước atiso á. Thì chút nữa chừng nào mình nấu chả hai rửa xong mình nấu chả ra. Ngồi xuống đây chúng ta. Cái này còn còn có miếng cho mày nè. Này à, ăn dép nè, lấy dép nè. Thôi kệ đi, mình trồng mình ăn. Mình uống nước thì ok, đâu có ăn không? Mà đâu ăn đâu, cái này uống nước rồi. Cái lá đó đem bỏ hả? Ở Mỹ mà. Cái đó bỏ hả mẹ? Bỏ. Thấy đẹp quá. Ở Mỹ mà mình còn đi nghiền răng mà đi cắm này khác. Vô cắm hoa hả? Ai biết thấy nó đẹp quá đó. Bỏ lên chậu cắm hoa hả? Ủa sao nó trắng trắng tay con vậy? Thì bụi phấn mía đó. Có nhiều người cắm này thông quá. Người ta cắm vô cái bình á. Cũng này có phải đi rầm hơi đi. Thôi ông ơi, ông dục đi ông ơi. Dục đại đi. Cái bình gắm thôi. Mà cái lá này nó bén lắm. Người ta Việt Nam ta làm mía hấp hả? Mình mía ta mía nó mềm lắm. Ủa vậy cái đây mía mình chỉ da quá cứng quá. Rồi vậy giờ có chặt, có tước vỏ hay sao? Chỉ chặt làm hai để vỏ vậy luôn nấu nước atiso hả? Nấu nước không? Không muốn ăn thử cái bây giờ hả? Mẹ mẹ cho mượn con dao đi. Mẹ cho con dao kìa.
Đứt hả? Bây giờ không, bây giờ mẹ mẹ sắc cắt làm hai. Trời ơi, đứt cái gãy cái răng. Trời ơi. Đó, ăn dài hơi chứ. Mình đi nghiền răng tốn bao nhiêu tiền? Nè, vậy nè. Đó, hồi nhỏ như vậy nè. Đứt hả? Róc mía hả? Róc mía. Chúng ta phải đi rửa cái thẳng nha. Rồi xong nè. Rồi xong rồi hả? Rồi ăn nè. Ăn. Ăn hả? Ngọt không? Ngọt. Mấy con ăn thử miếng này. Nè, cái sắp lên này đó. Hai chồng mới ngồi gọng hết đóng mì đi rồi. Ngọt nè. Cắt giặt nè, ngọt nè. Ok, lấy ly muốn ăn mẹ làm này cho nè. Nè, ăn xong nhả xả xả ra cái xác này. Hả? Ngọt mà. Ô, miếng này mềm quá, miếng này miếng này ngọt. Ngon. Ngon không? Nè không nè. Không. Nè. Nghe thấy điếc người quá, sợ mà. Nghe nó rồi sát sát hồi xưa nhỏ còn. Ngủ. Ngon lắm nè, lộn phải đó. Sạch rồi đó. Nè, nè, thấy không? Người ta nói ăn này cho sạch lưỡi hả? Phải không? Sạch răng. Ờ, sạch răng hả? Mấy người nghe. Mấy người mắt ăn cái gì? Biết. Đường ta cái hướng này, ta ăn hướng này chứ ai biết. Họ gửi con ăn. Thôi không cắn được chừng đó à. Ngon quá. Ngọt thì cũng không có ngọt gắt lắm đâu, nhưng mà ngọt chứ cái loại giống này không ai. Cắn sẵn à, ghê thiệt. Ngon. Ăn nữa nha. Vậy đó, ngọt gì hả? Ăn thử miếng không? Thì cũng được có lý. Thì thôi, tính nhổ bộ xã này, tính nhổ. Nó non nè, mới ăn được vậy. Con tưởng là con tính đi nhổ cái bụi này dục nè. Vậy thôi, chừa lại đi, từ từ con nấu nước uống cho rồi ha. Mình nhổ cái này, cái nó ra cái khác không? Nhưng mà thí dụ cái chỗ này mình chặt rồi cái nó ra cái khác không? Đâu rồi hai cây mình. Ủa hai cây con chặt đâu mất tiêu rồi? Hả? Vậy sao phải trồng cái khác hả? Trồng cái khác hả? Ok, để chừa cái chỗ bụi xả đó đi, để trồng vô bụi xả đó nha. Rồi sao vô con chặt làm hai con bỏ tủ đá. Khi nào con nấu nước cái con rót qua luôn hả? Khỏi đi, con rửa sạch được rồi. Đi chặt làm hai luôn sẵn không? Hay tới lúc đó bỏ nguyên cây vô luôn. Không, tới rồi. Không, tới bỏ nguyên cây. Rồi, đá khó chặt hả? Thì nó thành cục đá. Không biết đâu. Thôi đi làm vườn tiếp nha, mình đang làm nãy nha. Cuối cùng biết chưa? Vườn cuối cùng luôn rồi. Cái mắt mà. Cái mắt ăn không được hả? Được. Trời ơi, em phải nhai ngọt luôn. Nhưng mà vậy giờ còn cái miếng mắt này thảy xuống nó có ra cây khác không? Vậy gắn xuống lại đi. Cắm sao có đóng này không? Cắm. Mà chi vậy? Rồi giờ qua bên kia đi làm công chuyện tiếp thì ăn xong nghỉ giải lao. Đang làm bên kia cho qua ăn nghỉ giải lao rồi đó. Giờ qua làm tiếp đi. Nè, đang dọn cái chỗ này để làm. Chỗ này tính trồng gì đây bố? Cải ngọt hả? Trồng cải ngọt vô đây. Ờ, trồng cải ngọt đi. Rồi ăn xong rồi lấy về vô làm lại đi. Xong rồi ba phải làm ơn ba cưa cái cây kia được không? Cái hàng xóm nó qua quá trời ba cưa cây này giùm cái. Được, làm cái đó giùm đi. Mướp nhiều lắm. Rồi ba cắt cho cái chỉnh tay nó luôn. Cái đó mũ không á. Đó, cho qua bên đó. Cái chỗ này đâu có nhiều. Ở đằng kia kìa. Sao khỏi mình dễ cắt hơn.
bởi vậy cây của nhà hàng xóm mà mình phải đi cắt cây của nhà hàng xóm. Cái cây này hả, mùa hè nó ra bông màu đỏ rụng đây ở đây luôn. Bây giờ vườn của mình làm còn chưa xong mà phải đi lo vườn cây của hàng xóm nữa chứ bộ. Đâu con rắn là màu rắn đâu. À nó già rồi cho anh con à, nó già con để làm giống luôn á. Cái đó dài luôn á. Cái kia nữa kìa. Cái mốt bự gì vậy? Để làm giống luôn. Cái này nữa nè. Cái này không? Này mà thấy mốt treo đây không? Mày cầm. Nhưng mà đúng lắm quá trời trong kia. Nè nó đang ra trái nữa kìa. Cái này là màu nha. Bò bông trắng, bí bông vàng. Rồi để coi bên này cắt tới đâu rồi. Rồi thôi đi vô ha. Chặt được hai cây mía rồi đó. Bây giờ có đường đi thôi chứ bữa hôm nó tràn xuống đây không có đường đi thôi. Lần đầu tiên chặt mía trong đời. Cam này cam sắp vàng rồi, hường hường rồi. Thấy không? Cũng nhiều trái lắm. Cây đậu bắp ngã ngã thôi bỏ luôn đi hả? Nè cam sắp vàng rồi nè. Cỡ chừng tháng 10, 2, tháng 1 cuối tuần mình đi làm vườn không ạ.